Hi everyone, chào tất cả mọi người. Hôm nay có thấy cái gì lạ không? Mình có cái máy này ở đây. Tại vì rất là có nhiều người hỏi mình, bạn bè mình, rồi những người quen biết hỏi mình là cái này là cái gì. Tại cách đây 2 tuần mình có mở, mình nhận được cái máy này ra rồi mình mở nó ra. Hôm nay mình chia sẻ về cái máy này ha. Thì đây là cái công nghệ chăm sóc da mới nhất của một công ty chống lão hóa. Đây là một cái công nghệ mà phải mất 4 năm do 75 nhà khoa học da họ nghiên cứu và mất trên 30 triệu đô la để làm ra cái máy này. Thì trước khi mà nó tung ra thị trường thì nó đã giành được cái huy chương bạc về công nghệ tiên tiến nhất, mà nó lại được trải nghiệm bởi nhiều người nổi tiếng. Mình không phải là người nổi tiếng, mình cũng không có giàu có, mà mình không phải là chuyên viên mà chăm sóc da, mà khi mà được sở hữu với trải nghiệm cái máy này thì là một cái niềm vui lắm rồi. Thì cái mình thích ở đây á, mình mới trải nghiệm trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cái rất là hay ở đây là tại vì cái máy này họ mình có thể là điều chỉnh thế của mình. Thì ở đây là cái gì, chẳng hạn như ở đây là ban ngày, họ máy này sẽ cho mình biết là cái này là ban ngày. Thì trong cái ban ngày này đó, khi mình để cái tay mình vô đây á, thì nó sẽ ra cái huyết thanh trước, rồi sau khi mình xài cái huyết thanh xong á, thì mình để trở lại thì nó sẽ ra cái chất dưỡng da. Thì ban đêm cũng vậy, cái này mình set up sau cái thời gian thì cái máy này sẽ nhắc cho mình biết để mà mình không có bị quên. Và cái hay như thế này, khi mà mình xài được khoảng chừng 2 hoặc là 3 tuần thì họ có cái app cho mình. Thì trong cái app đó thì họ sẽ có 20 câu hỏi. Trong 20 câu hỏi đó thì sẽ có những câu hỏi về tuổi, mình ở đâu, mình tiếp xúc với cái ánh sáng, cái hóa chất là bao nhiêu, rồi cái da mặt cái độ nhăn như thế nào. Tất cả những câu hỏi đó, khi có những cái câu hỏi đó họ có cho mình ra cái code. Thì khi mà mình reorder chỉ có cái supply mà thôi thì mình để vào trong đây thì sẽ ra đúng chính xác là cái nhu cầu da của mình. Mà trước đây khi mà mình xài những cái sản phẩm hoặc là những cái công ty khác thì chưa bao giờ họ xài theo cái da của mình, gọi là cái customize cái da của mình. Và cái công hiệu của cái công nghệ này thì không những họ sửa chữa cái sắc tố da cho mình, làm giảm đi cái nếp nhăn, mà còn trị nám cho mình nữa. Thì khi mà bây giờ mình sẽ dừng lại ở đây, tại vì lần sau khi mà mình trải nghiệm tiếp mình sẽ cho các bạn biết là nó như thế nào. Vậy trong đây có nhiều cái điều rất là thú vị, rất là chi tiết. Nếu các bạn hoặc các anh chị có ai muốn thêm chi tiết nữa thì cứ inbox cho mình, thì mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi và giúp các anh chị tìm hiểu thêm về máy này nha. Rồi xin chào tất cả mọi người, xin chúc tất cả mọi người một ngày mới vui tươi, đầy năng lượng. Bye.